Cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân khiến Quyền Linh, Ngọc Lan dành bấm nút thay. Quyền Linh vui mừng khi cặp đôi tìm được hạnh phúc mới trên chương trình được Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tập 2019 là Phạm Phúc Hào, 57 tuổi, và Phan Thị Kim Anh, 48 tuổi. Cùng hoàn cảnh gặp nhiều biến cố trong cuộc sống hôn nhân, cả hai đã mở lòng cho nhau cơ hội được mở cửa trái tim thêm một lần nữa. Trò chuyện với hai MC, Kim Anh cho biết cô thuộc tuýp người hiền lành, thật thà và biết yêu thương mọi người xung quanh. Về khuyết điểm, nhà gái tự nhận là người nóng tính, sống nội tâm nên hay tủi thân, nặng tình cảm. Chia sẻ về tình duyên, Kim Anh tâm sự cô từng trải qua cuộc hôn nhân từ 2005 đến 2023, có với người chồng cũ hai con. Đàn gái kể năm 2016, vì công việc không thuận lợi nên cô từ Gia Lai chuyển đến Bình Dương làm ăn, vợ chồng dần có mâu thuẫn. Đến một ngày, chồng tự khai đã có con riêng ở ngoài. Dù được Kim Anh tha thứ, người chồng lại lần nữa phản bội cô. Kim Anh từng tổn thương sâu sắc trong hôn nhân khi chồng nhiều lần ngoại tình. Kim Anh kể thêm, một ngày nọ, chồng tôi nói với hai đứa con là các con còn có đứa em nữa. Sau khi tìm hiểu, tôi gọi điện thoại liên hệ thì người phụ nữ đó xác nhận đã có con chung 5 tuổi với chồng tôi. Dù vậy, tôi vẫn quyết định bỏ qua vì nghĩ con người ai cũng có sai lầm, nhưng biết sai rồi sửa, quay đầu là bờ. Chuyện đó tôi không truy cứu nữa vì sợ con cái chịu cảnh chia lìa, đau khổ. Vậy mà thời gian sau, tôi lại phát hiện ra chồng quen tiếp một người phụ nữ khác. Thậm chí họ quen nhau 3 năm rồi mà tôi không biết. Về sau, anh còn quen tiếp người khác, mẹ con tôi còn đi bắt ghen. Quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân như thế nên tôi quyết định cho đi luôn. Đồng cảnh ngộ với đàn gái, Phúc Hào cũng đứt gánh sau cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Anh tâm sự khi ly hôn, con gái chỉ mới 4 tuổi, một mình Phúc Hào nuôi con suốt 8 năm qua. Chia sẻ về lý do đổ vỡ, anh giải bày, bà xã nhỏ hơn tôi 12 tuổi, trước đó làm may ở xí nghiệp. Sau khi cưới được 2 năm thì có em bé nên tôi tạo cho vợ công việc buôn bán ngoài chợ. Trong khoảng thời gian đó, tôi lo đi làm, vợ lại phát sinh tình cảm với bạn bè ngoài chợ rồi tan vỡ. Phúc Hào, gà trống nuôi con, sau khi đổ vỡ hôn nhân vì vợ có người khác lắng nghe câu chuyện của hai khách mời, Quyền Linh và Ngọc Lan từ ngỡ ngàng đến xót xa vì họ đều có chung cảnh ngộ bị bạn đời phản bội. Ông mai bà mối mong rằng cả hai có thể gạt đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Phúc Hào hy vọng sẽ gặp được một người có vẻ ngoài dễ thương như MC Ngọc Lan. Bên cạnh đó, anh mong đối phương biết tôn trọng lẫn nhau, ứng xử khéo léo, không to tiếng khi xảy ra mâu thuẫn. Còn với Kim Anh, cô mong tìm được người biết quan tâm tới gia đình, vợ con, có thể bù đắp tổn thương cho mình. MC Quyền Linh, Ngọc Lan bấm nút hẹn hò thay cặp đôi giây phút mở rào, cả hai có khoảng thời gian trò chuyện tìm hiểu nhau đầy thú vị. Nhận thấy sự đồng điệu trong tính cách, quan điểm, Phúc Hào nắm tay bạn gái bày tỏ thành ý, mình cũng đã có tuổi, cũng từng vấp ngã trong chuyện gia đình. Nếu cuộc sống sau này mà mình có duyên, anh mong em trân trọng tình cảm này và đừng nhớ về quá khứ nữa. Cuộc sống của anh cũng còn nhiều trăn trở lắm, nhưng anh muốn có một mái ấm càng sớm càng tốt. Anh chỉ có một con gái thôi, em có mấy con cũng được, con càng đông thì càng tốt. Trước sự chân thành của anh, nhà gái Kim Anh cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trên sân khấu, Phúc Hào và Kim Anh còn trao nhau cái ôm tình cảm khiến hai MC vui mừng xin được dành bấm nút thay cặp đôi. Sau khi hỏi ý kiến của cả hai, ông Mai Quyền Linh và bà mối Ngọc Lan phá lệ bỏ qua khâu đếm ngược để bấm nút hẹn hò trong sự chúc phúc của khán giả trường quay.